Nay mình đi siêu thị mua ít đồ về làm video cho các bạn xem đây. Mình đi khá là trễ nên không có cần tây. Mình mua nguyên liệu để nấu nước dùng trắng và nước dùng nâu. Đây là hai loại nước dùng cơ bản trong món Pháp, là nền tảng để làm ra nhiều món ăn nước sốt khác nhau. Hôm nay mình nấu nước dùng trắng thôi. Mình sử dụng xương gà. Giờ mình đem đồ đi rửa cái đã. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra video tiếp nhé. Cho vào nồi 500g xương gà, 250g chân gà, 250g chóp cánh gà. Chân và chóp cánh để tạo body cho nước dùng, như vậy nước dùng thành phẩm sẽ đậm đà, ngon lành hơn. Mình sẽ không trần xương qua nước sôi, vì thứ nhất mình lười, thứ hai tốn ga, thứ ba tốn thời gian, và quan trọng hơn là lúc mà mình trần như vậy, hương vị nước dùng ít nhiều sẽ bị mất đi. Vậy nên để có một kết quả như nhau, thì việc trần như vậy sẽ cần nhiều nguyên liệu và nhiên liệu hơn. À, đó là lời biện minh cho cái sự lười của mình thôi. Trần hay không là quyết định của bạn, kiểu nào cũng được cả. Đổ ngập nước và bắc lên bếp cho sôi. Trong khi đợi nồi xương sôi thì mình chuẩn bị rau củ. Rau củ cho nước dùng trong ẩm thực Pháp gọi là mi pois, gồm có hành tây, cần tây và cà rốt với tỷ lệ là 2:1:1. Mình có thay đổi một chút cho phù hợp với những gì hiện có của mình. À, hiện có của siêu thị. 400g hành tây, 100g cà rốt, 100g hành ba rô, tất cả cắt hột lựu đạn. Nồi xương sôi rồi, để cho nó sôi lăn tăn một tí nữa cho ra hết bọt rồi mình hớt một lần. Sau khi hết bọt thì cho phần rau củ đã chuẩn bị vào, thêm vào 2 bay leaf, lá nguyệt quế, chút tiêu trắng, 2 cây đinh hương là đủ. Bạn có thể thêm tỏi và bouquet garni nếu thích. Bouquet garni nôm na gọi nó là bó lá thơm, bao gồm nhiều loại rau mùi như tarragon, ngò tây, thyme, rosemary, bay leaf, được buộc lại rồi thả vào nồi. Giờ thì để lửa nhỏ cho nó sôi lăn tăn khoảng 3-4 tiếng là được. Trong quá trình nấu bạn nhớ để ý hớt bọt thường xuyên nhé. Cũng đủ thời gian rồi, giờ mình rây lấy phần nước dùng. Đừng quên ép cái phần xác để cho nó ra hết nước nhé. Phần nước dùng này mình để nguội hẳn rồi cất vào tủ lạnh để hôm sau mình hớt cái phần mỡ nổi trên mặt. Giờ còn dư cái phần xào bần này, mình đổ thêm gáo nước và nấu tiếp để mai mình nấu nước dùng nâu. Bỏ đi cũng được, chả ảnh hưởng gì cả, nhưng làm vậy mình thấy đỡ tiếc hơn. Đây, nước dùng thành phẩm đây, nó đông lại như thạch rau câu ấy, phần mỡ nó nổi trên mặt. Mình sẽ dễ dàng mình hớt nó đi. Vậy là xong rồi. Chúc bạn thành công nha.